Hả? Giới thiệu đi. Giới thiệu đi. Rồi, hôm nay Emmy đi đâu? Rồi, hôm nay Emmy đi đâu? Nếu Emmy không làm tốt thì Emmy hơi làm tốt thì có khi thì chắc là Emmy nói như vậy không được. À, quay lại. À, quay. Hôm nay cả nhà đi Austin chơi, trong đó là bữa nay sau khi lái xe xong thì mình tới Moza Cafe ở cạnh bờ hồ để mà vừa học bài vừa nói chuyện. Nhưng mà Amy thì lại muốn chơi, không thích học bài. Thì khi Amy muốn ăn thì Amy đòi ăn, Amy save tiền thì Amy muốn save more mà Amy không muốn spend. Đó, kêu học bài thì không học. Amy cần phải đổi thay đổi lại, học bài thì mới tốt được. Đó, giờ còn bịt tai nữa. Thank you.
Xuống đường này nè.